Nếu một ngày trên trái đất không còn cây xanh, đó sẽ là một viễn cảnh đầy ảm đạm với tác động không chỉ dừng lại ở khí hậu mà còn lan rộng ra các lĩnh vực môi trường, sinh thái, xã hội và kinh tế. Trên thực tế, cây xanh đóng vai trò không thể thiếu trong việc duy trì sự sống trên hành tinh. Những cây cối mà chúng ta thường coi là hiển nhiên lại đóng vai trò như những người bảo vệ âm thầm nhưng mạnh mẽ, giúp cân bằng khí quyển, duy trì hệ sinh thái và cung cấp các tài nguyên vô giá. Việc thiếu đi cây xanh sẽ mở đầu cho một chuỗi phản ứng mang tính chất domino, dẫn đến sự thay đổi căn bản và đe dọa đến sự tồn tại của nhiều loài sinh vật, bao gồm cả loài người. Trước hết, vai trò quan trọng nhất của cây xanh trong tự nhiên là điều hòa khí quyển. Cây xanh thực hiện quá trình quang hợp, trong đó chúng hấp thụ carbon dioxide, CO và thải ra khí oxy. Với một lượng lớn cây cối biến mất, không còn cây cối để duy trì quá trình hấp thụ CO, nồng độ CO trong khí quyển sẽ tăng cao một cách chóng mặt. Carbon dioxide là một trong những loại khí gây hiệu ứng nhà kính chính, nên khi nó tích tụ với mật độ cao trong khí quyển, hiện tượng ấm lên toàn cầu sẽ nhanh chóng trở nên trầm trọng. Các rừng cây trên thế giới hiện nay đã giúp cân bằng lượng CO do hoạt động công nghiệp và các phương tiện giao thông tạo ra. Không còn cây xanh đồng nghĩa với việc không còn một cơ chế tự nhiên nào giúp trung hòa lượng khí thải CO khổng lồ này. Điều này không chỉ làm cho khí quyển của trái đất nóng lên mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí mà con người hít thở. Hậu quả là lượng khí CO cao và lượng khí oxy thấp có thể tạo ra một bầu không khí ngột ngạt, khó chịu, đặc biệt tại các đô thị lớn. Sự gia tăng nồng độ CO và thiếu oxy sẽ khiến sức khỏe con người bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là những người có bệnh lý hô hấp và người cao tuổi. Không còn cây xanh, chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ giảm sút nghiêm trọng khi không khí trở nên độc hại và khó thở. Ngoài vai trò hấp thụ CO và tạo ra oxy, cây xanh còn có một tác động lớn trong việc điều tiết nhiệt độ và duy trì độ ẩm. Các khu rừng lớn trên thế giới, từ rừng nhiệt đới Amazon đến các rừng ở Bắc Âu, đều đóng vai trò như những lá phổi của hành tinh, giúp làm mát bề mặt trái đất và điều hòa khí hậu. Các cây cối hấp thụ ánh sáng mặt trời và bốc hơi nước, giúp làm dịu đi nhiệt độ xung quanh. Quá trình thoát hơi nước từ cây cối cũng giúp cân bằng độ ẩm không khí và tạo ra mưa, cung cấp nguồn nước cho hệ sinh thái và đất đai. Khi cây xanh biến mất, lượng hơi nước trong không khí sẽ giảm mạnh, khiến khí hậu trở nên khô hạn hơn. Các khu vực từng có lượng mưa phong phú sẽ bắt đầu đối mặt với hiện tượng khô cằn và hạn hán kéo dài. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn nước ngầm và làm cho nhiều vùng đất trở nên khô cằn và không thể canh tác được. Các dòng sông và hồ chứa nước sẽ dần cạn kiệt, làm ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước sạch cho con người. Thiếu cây xanh, nhiều vùng sẽ trở thành các khu vực khô hạn, sa mạc hóa, nơi mà chỉ có các loài sinh vật chịu được điều kiện khắc nghiệt mới có thể tồn tại. Một tác động khác của việc thiếu cây xanh là sự mất mát đa dạng sinh học. Cây xanh là nơi trú ngụ và cung cấp thức ăn cho hàng triệu loài động vật, từ các loài côn trùng nhỏ bé cho đến những loài động vật có vú lớn. Khi cây xanh biến mất, hàng thề đa một triệu loài động vật sẽ mất đi môi trường sống và không còn nguồn thức ăn để duy trì sự sống. Điều này sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng hàng loạt của nhiều loài sinh vật trên trái đất. Sự mất mát này không chỉ dừng lại ở các loài động vật mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi thức ăn và cân bằng hệ sinh thái. Khi một loài bị tuyệt chủng, điều này sẽ tạo ra một chuỗi phản ứng ảnh hưởng đến các loài khác, khiến hệ sinh thái trở nên mất cân bằng. Ví dụ, sự mất mát của các loài cây cung cấp thức ăn cho động vật ăn cỏ sẽ dẫn đến sự suy giảm số lượng của các loài ăn cỏ và từ đó ảnh hưởng đến các loài săn mồi. Các loài chim, động vật ăn côn trùng và các loài động vật sống phụ thuộc vào rừng sẽ là những nhóm đầu tiên chịu ảnh hưởng nặng nề. Và dần dần, hệ sinh thái sẽ không còn giữ được tính ổn định và đa dạng. Một khía cạnh khác không thể không nhắc đến là ảnh hưởng lên chất lượng đất đai. Rễ cây không chỉ giúp giữ đất mà còn là một phần quan trọng trong việc duy trì độ ẩm và dinh dưỡng của đất. Không còn cây xanh, đất sẽ trở nên dễ bị xói mòn và mất đi lớp đất mặt màu mỡ. Các khu vực từng được bao phủ bởi rừng và cây cối sẽ dần trở thành những vùng đất khô cằn, không có khả năng canh tác và sản xuất nông nghiệp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến nguồn cung cấp lương thực mà còn làm giảm khả năng tái tạo đất. Các vùng đất nông nghiệp sẽ dần cạn kiệt và trở nên vô dụng, gây ra một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Việc thiếu hụt lương thực sẽ làm giá cả tăng cao, khiến nhiều người, đặc biệt là ở các khu vực nghèo khó, không thể mua nổi thực phẩm. Tình trạng thiếu lương thực sẽ dẫn đến nạn đói, suy dinh dưỡng và gia tăng bất bình đẳng xã hội. Những quốc gia phụ thuộc vào nông nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
và sự mất ổn định xã hội có thể lan rộng khi con người đấu tranh để tìm kiếm nguồn lương thực. Tác động của việc thiếu cây xanh cũng lan đến nền kinh tế và các ngành công nghiệp gỗ, giấy và nhiều ngành sản xuất khác phụ thuộc vào cây xanh làm nguyên liệu. Việc mất đi nguồn cung cấp cây xanh sẽ dẫn đến suy giảm sản xuất, mất việc làm và suy thoái kinh tế. Ngoài ra, NDHEC một đều loại thuốc và hợp chất hóa học được tìm thấy trong cây cối và sự thiếu hụt cây xanh sẽ làm giảm khả năng khám phá và phát triển các loại dược phẩm mới. Sự khan hiếm tài nguyên sẽ làm tăng giá các sản phẩm từ gỗ, giấy, dược phẩm và nhiều hàng hóa khác, làm cho cuộc sống của con người trở nên khó khăn hơn. Sự thiếu hụt này không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế mà còn làm suy yếu khả năng của con người trong việc chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh tật. Các quốc gia sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tài nguyên và phải tìm cách điều chỉnh hệ thống kinh tế để thích ứng với một thế giới không còn cây xanh. Về mặt tinh thần và văn hóa, cây xanh từ lâu đã gắn liền với đời sống của con người. Cây cối không chỉ là một phần của thiên nhiên mà còn là biểu tượng của sự sống, sự bền vững và niềm hy vọng trong nhiều nền văn hóa. Cây xanh có ý nghĩa tâm linh sâu sắc, là nơi linh thiêng và là biểu tượng của sự phát triển. Các khu rừng và công viên cây xanh là nơi con người tìm đến để thư giãn, kết nối với thiên nhiên và giải tỏa căng thẳng. Thiếu đi những không gian xanh, con người sẽ dần mất đi sự kết nối với thiên nhiên, trở nên xa rời và cô đơn trong thế giới nhân tạo. Tình trạng thiếu không gian xanh có thể làm gia tăng các vấn đề về sức khỏe tâm lý, dẫn đến các vấn đề như trầm cảm, lo âu và căng thẳng. Đối với các thế hệ trẻ, không còn cây xanh đồng nghĩa với việc họ sẽ lớn lên trong một thế giới khô cằn. TH1 yếu sức sống và không có mối liên kết sâu sắc với thiên nhiên. Điều này có thể làm giảm ý thức bảo vệ môi trường và đẩy con người vào lối sống thiếu bền vững, xa rời các giá trị tự nhiên và bền vững so với các khu vực khác trên thế giới. Rừng Amazon là một trong những khu rừng nhiệt đới rộng lớn và có vai trò quan trọng nhất trong việc bảo vệ môi trường sống của trái đất. Amazon được mệnh danh là lá phổi của hành tinh vì khả năng sản xuất khoảng 20% lượng oxy trong khí quyển toàn cầu và là một trong những khu vực hấp thụ carbon dioxide cỡ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, khi so sánh rừng Amazon với các khu rừng khác, chúng ta thấy rõ những khác biệt và những điểm mạnh yếu của từng loại rừng. Điều này cho thấy tầm quan trọng của rừng Amazon đối với khí hậu và sinh thái trên phạm vi toàn cầu. Điểm nổi bật của rừng Amazon là quy mô và sự đa dạng sinh học, với diện tích hơn 5,5 triệu km2. Rừng Amazon trải dài trên lãnh thổ của nhiều quốc gia Nam Mỹ như Brazil, Peru, Colombia và Venezuela. Amazon là môi trường sống của khoảng 10% các loài sinh vật đã biết trên thế giới, bao gồm vô số loài động thực vật độc đáo. So với các khu rừng khác, đặc biệt là các khu rừng ôn đới ở Bắc Mỹ và châu Âu, sự đa dạng sinh học của Amazon vượt trội về số lượng cũng như phong phú về loài. Ví dụ, trong khi rừng ôn đới thường có các loài cây lá kim, rừng Amazon có rất nhiều loại cây rừng nhiệt đới với kích thước và tính chất khác nhau, tạo ra nhiều tầng sinh thái khác biệt. Điều này không chỉ cung cấp môi trường sống cho các loài động vật mà còn giữ cho hệ sinh thái đa dạng và cân bằng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng rừng Amazon có vai trò đặc biệt quan trọng đối với khí hậu toàn cầu. Nếu Amazon biến mất, sự suy giảm về lượng oxy, sự gia tăng khí CO và sự mất mát về đa dạng sinh học sẽ gây ra những tác động không chỉ trong khu vực mà còn lan rộng ra toàn thế giới. Sự mất mát của Amazon sẽ không chỉ là mất mát của một khu vực mà sẽ là mất mát chung của toàn bộ hệ sinh thái trái đất, với những hậu quả không thể lường trước cho khí hậu và sự sống của mọi sinh vật trên hành tinh. Sự biến mất hoàn toàn của cây xanh trên trái đất sẽ dẫn đến một chuỗi thảm họa môi trường và nhân sinh, tạo ra viễn cảnh tăm tối cho sự sống. Không còn cây xanh, khí hậu sẽ biến đổi khắc nghiệt hơn khi lượng khí cỡ ở tăng cao làm trái đất nóng lên nhanh chóng, đẩy nhân loại vào các hiện tượng thời tiết cực đoan và mất ổn định. Đa dạng sinh học sẽ suy giảm nghiêm trọng do sự mất mát môi trường sống của hàng triệu loài sinh vật, làm phá vỡ chuỗi thức ăn và cân bằng sinh thái. Chất lượng không khí sẽ suy giảm nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, trong khi việc mất cây xanh cũng dẫn đến xói mòn đất, làm sa mạc hóa lan rộng và gây nên khủng hoảng lương thực toàn cầu. Cây xanh không chỉ là một phần tự nhiên, mà còn là người bảo vệ của bầu khí quyển và hệ sinh thái. Việc bảo vệ cây xanh không chỉ là nghĩa vụ với môi trường mà còn là điều kiện tiên quyết để duy trì chất lượng sống của các thế hệ hiện, tại một và tương lai. Do đó, các nỗ lực bảo vệ rừng và cây xanh cần được đẩy mạnh hơn bao giờ hết.
từ việc kiểm soát phá rừng, trồng lại cây xanh đến khuyến khích lối sống bền vững. Chỉ khi nhận thức được tầm quan trọng của cây xanh và hành động ngay từ bây giờ, chúng ta mới có thể bảo vệ hành tinh này khỏi những hậu quả không thể đảo ngược, giữ gìn một trái đất trong lành và tươi xanh cho muôn đời sau.